shop nick tự động, sĩkeoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đấy, đấy, thế rồi ông mày, thế rồi. Một thằng bên trên, một thằng thằng trên tầng 2, một thằng bên dưới. Thế rồi ông mày, thế rồi ông mày. Làm sao, làm sao. Đây ông mày, nó bột nha. Một đứa nữa. Ok. Con này, con này. Con này, con này ông mày. Cái này thì phải này. Wow. Ô, anh vừa sáng như mới fix cái sao ấy. Các bạn ạ. Fix là sao? Mới fix là sao, có fix cái gì đâu. Đúng rồi, nó cũng vậy à. Ông cảm giác thế thôi, bởi vì là đầu trận cho nó chưa có giáp ấy. Có giáp rồi thì mọi thứ nó khác hẳn. Sơ ca của Mi. Zona trọng của bạn à? Wow. Đâu trên tầng, bên này, bên này. Làm sao? Làm sao? Ok. Lên bảng nhá. Trả thù cho đồng đội này. Thằng bé chắc là trả thù cho đồng đội không ạ? Ê, cho xin quay lại từ liên gái. Mình có băng nào. Ép đi máu. Ồ, mình cũng chẳng có máu luôn. Trên. Mình có 1 túi này. No chain, ba đặt liên ngon hơn, no chain. À, cho đi, không có chain. Có máu rồi, đếch cần nữa. À đủ gát. Gát thế thì kinh cái rồi. Cái gì? Sao lại ăn chào đá bát? Mình đâu? Chào đá bát mà. Đâu, mình có xin bạn cái gì đâu. Bởi vì ấy, đây là sự phân biệt đối xử giữa người khác quân đoàn nên là chấp nhận đi, được không? À, ok, ok. K này. Bạn xin bạn đây. Cái gì cơ? Ý bạn là sao cơ? Thì đấy, cho các bạn cứ đổ xuống thế. Ủa, trận này không ghép cùng với Hào Nam với Hào Nam nữa à? Thì cậu bảo không ghép nữa mà. À, ok, ok. Ê, lên bên trên đi. Mình chưa có kill nào cả. Buồn. Mình chả thấy cậu buồn đâu, mình chỉ thấy cậu smile thôi. Smile còn què. Thôi, mình đi đây. Smile nhỉ. Thằng lấy 33. Đâu các bạn nha. Thêm đạn xuống trận này nghe đấy cơ thôi. Có nhiệt này. Ai đó lái xe hậu cái. Thằng có skin xe vàng lái xe hậu cái. Thằng nào có skin xe thỏ lái xe hậu cái. Xe thỏ không cài, cài skin khác. Ồ, thế ông cài skin gì? À, skin danh rẻ tiền. Hi. Danh rẻ tiền. Hi. Đây là skin thẻ vô cực rẻ tiền, thẻ vô cực chip. Không nhớ, lâu rồi. Quá khứ đã qua, xin được nhắc lại. Sao Free Fire không có sẻng với lại dao găm nhỉ? Của em này chắc là từ đột kích qua chơi hả em? Free Fire làm gì có hai cái món này. Không có đâu nha em ơi. Ca đây rồi, không bắn được ai. Rồi sao? Đi vẻ chết, không chết được đâu em. Ê, cho mình đi với. Qua đây, dũng qua đây. Dũng vào trong này, ok. Dũng vào trong này, bảo lên xe đàng hoàng. Đang có cách nói người ta, cách nói gọi là giống kiểu. Giống kiểu sao bạn đây? Nghĩa là ông live buổi chiều nhưng mà nó live là live buổi tối thôi. Mất phần bếp thì là live cả buổi tối thôi. Thì thẳng với chăm chỉ xíu. Hello Ngọc Vân nha. Ở trên đây các bạn ơi, đã thấy ai đâu? Cánh đồng, cánh đồng, I'm going. Cánh đồng, hiện đại. Xe này không có giảm sát thương đâu các bạn ơi. Hello Quỳnh nha. Mà thôi cũng kệ mà, nói thật là xe này nó cực kỳ là dễ xây luôn không ạ? Ừ, cái này có sao sát thương không? Nhớ được cái phần nào không? Không chết một thì... Xem ai ngồi sau nhỉ? À, Dũng ngồi sau nhỉ? Bây giờ bị bắn là Dũng đánh đạn trước. Sao vào đây? Đúng không? Đâu đâu? Đúng, đúng, đúng không ấy, nhưng mà không thấy người đâu. Chắc nó sợ à? Kiểu sợ hả không? Nếu bắn người đấy chắc chắn là chỉ có giảm thanh thôi, mình thấy... Đạn lóe sau 4x trong MP hả? Đó. Ok ok, cảm ơn các bạn nhé. Bởi vì là kéo không để ý xíu. Đây, đi cẩn thận ra ngoài, đi cẩn thận ra ngoài. Đây, thì tôi đang lách ra để... Đi cẩn thận nhá, đi cẩn thận nhá. Đi cẩn thận nhá. Sửa nó. Sửa nó. Đâu thằng bé đâu? Ui, thằng bé lên bảng luôn, không kịp ngáp ông ạ. Chưa cả làm gì. Nó còn chưa kịp làm gì luôn đấy chứ. Đấy đi lẻ. Ơ, mày lấy cái khẩu MP40 cái đã. Sao bạn đây? 30 á, đâu? 30. Đâu? Chưa thấy ai Dũng ơi, 30 á.
Wow, thế rồi, thế rồi. Thế rồi ông ơi. Để qua anh em ơi, 30. Cô này đúng không? Để cô này đúng không? 30, 30. Mấy thằng, mấy thằng. Sao, sao nhà gỗ rồi, rồi nhà vệ sinh. Wow, Dũng nó đổi địa điểm nhanh lắm. Dũng chơi thế thì ai chơi? Đây đây. Nó chạy trong nhà vệ sinh rồi. Đâu lắm nhà vệ sinh. Ê, bên này có xe này. Đúng rồi, đúng rồi. Sống không sao được. Ui, what the hell, bên này có sống cả. Cắt vậy. Bên này có xe này, bên này có xe này, bên này có xe này. Điều đấy không quan trọng bằng việc loot đồ. Quan trọng là loot đồ trước đã. Đúng rồi. Ơ, mình có làm gì đâu. Đâu đâu, xe đâu. Nó chạy rồi. Mình đang xe mình đứng giáp kìa đã. Đứng. Wow. Các bạn phá mìn. Ơ, xe. Xe hư rồi à? Không lên được. Ok ok, lên xe các bạn ơi. Làm bán xe đây. Dũng ơi, sao bạn làm hành động rẻ tiền như vậy? Đừng vậy nhá bạn nhá. Ê, đừng phá xe bạn ơi. Mình có phá xe đâu, xe chạy ngon mà. Xe chạy ngon, phá cái gì mà phá à? Hi 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 hi. Ui các bạn ơi, ui các bạn ơi. Các bạn ơi, bạn nào lấy đạn phóng lựu giờ các bạn ơi. Nó phải mi. Hàm bi ơi. Hàm bi ơi. Hành động rẻ tiền. Lấy đạn phóng lựu của đồng đội. Ai bảo ông vậy? Sát thủ đây này, bây giờ nó đổi qua phóng lựu này. À, thấy chưa, thấy chưa? Rẻ tiền. Lấy đạn phóng lựu của đồng đội. Đây là một hành động vô cùng là rẻ tiền. Đâu, cũng bạn, may bạn đấy xuống mình đạn thôi. Đâu, cũng may là kích sát thủ ra khỏi cái đoàn sớm nhỉ. Dũng nhỉ. Không cứ suốt ngày làm những hành động rẻ tiền như này, đau đầu lắm. Xe mới, xe mới, xe mới. Cái lô xuân hại nè. Có skin gốc thôi, đi thì đi, còn không đi thì xe. Ồ, Dũng ơi đây, mình đi. Chạy đi bạn ơi, chạy đi Caligon. Đi, đi, đi. Ô bạn ơi, tốc độ lên bạn ơi. Nhanh nào. Tốc độ lên. Nhanh nào, nhanh, nhanh, nhanh. Ý là, nhanh. Ý là nhanh bạn nó vẫn nói, nó vẫn muốn nói là xe rẻ tiền. Đâu, mình có nói gì đâu. Ê, chạy, chạy, chạy. Ai cũng biết là xe đắt tiền mà, đây là mình có nói gì đâu. Nhỉ. Yeah. Đây là xe xanh, một màu xanh của nguyên bản đấy, chiếc xe nguyên bản thì luôn có giá tốt nhất, anh em hiểu không? Không phải là người ta gọi đấy là classic của gì ạ? Như tôi này, độ xe bây giờ bán được bao nhiêu đâu, xe nguyên bản có khi bán được nhiều tiền hơn đấy, không hiểu không nhỉ? Yeah. Quan trọng nó là cái giá trị nhỉ? Yeah. Giá trị các bạn nhỉ? Người trước mặt nhá. Người trước mặt nhá. Đấy đấy, người trước mặt đây. Bây giờ. Ai có bom keo không? Ơ sao lại ai có bom keo không? Wow. Ê thằng sát thủ, nó định lên xe kìa, bạn ơi, biết gì chứ. Xe. Wow, các bạn sao rẻ tiền, các bạn có thể đi cùng ăn nhau đi. Này, không được đâu sói hạ, không được đâu sói hạ. Đi cùng nhau đi. Các bạn có thể dùng ăn cùng với đạn nhá. Thôi, 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 sao? Xuống xe Dũ ơi. Phải đứng yên chứ. Làm cái trò gì đấy, hả? Lấy xe đi, ố, xong vào được. Bởi vì Dũng không thích màu xanh nữa, Dũng thích gold, giống như là Kelly gold vậy. Lúc các bạn nhớ đi cách lách đi nhá, không muốn được máu. Ok này. Ok. Đánh võng hả? Đánh võng kiểu này ấy hả? Đánh võng kiểu đánh võng này. Ê, có người, chặn đầu nó. Đúng rồi, xuống xe. Đấy. Phải gọi là chặn đầu nó như vậy rồi này ông này. Ok, hợp lý. Lên bảng. Đây, nó đây. Ông thấy pha chặn đầu xe của tôi kinh không? Mà nó chắc trước mặt kìa, xem nó chắc có thằng nào dựng trước mặt kìa. Thấy mọi thứ không quan trọng bằng việc rút đồ, bạn hiểu không? Tí ra đây lấy. Đang rút đồ. Thấy chưa? Còn nguyên luôn rồi kìa. Wow, nhìn như quả siêu xe vậy ông ạ. Không kêu các bạn ơi, buồn thực sự. Xe qua lấy mà nó chắc vậy đây. Ô, mà tật chăn này có xài được không vậy? Tôi thấy giống như kiểu là nó bị kẹt đấy ông ạ. Không, xài được, yên tâm. Xài được không? Không thì vẫn có cách lấy ra. Bom keo mới đây là không xài được cho xe mà. Ông cứ đùa tôi. Hello chân nha. Làm sao? Ra đây đi bạn ơi. Ông vẫn ok mà, vẫn lấy ngon mà. Đùa tí thôi, làm gì căng. Tưởng bị kẹt thật, định cho xe quân đội vào gỡ xe.
Gỡ được à? Thế hơi kinh rồi, đi gỡ đi. Gỡ được à? Đây qua cái đảo bên cạnh chỗ khu trung tâm này. Sao Hoàng đi, lái xe mất rồi chắc. Hoàng phải bay chứ cậu. Giờ thì giờ đánh võng nhá. Sao bạn đây? Mình bảo thấy nguy hiểm giờ đánh võng ấy nhá. Đánh võng kiểu này đấy hả? Ờ đúng rồi, không, đánh không đấy thôi. Quan trọng là bạn phải có tài năng bay lắc đánh võng. Ồ. Oh. Quay lại cầu kia đi bạn ơi, cầu này không đi rồi. Đánh võng thế này có khác gì vi phạm luật giao thông không? Ờ, trong này không cảnh sát bạn đây. Ồ. Oh. Ra là vậy. Nhưng mà chúng ta không được đánh võng bạn ạ. Chúng ta đi thẳng đi, chứ đánh võng đau hết mắt. Ờ, đánh võng như này nó cảm giác nó hay hay không ạ? lắc. Mình ăn cơm rồi các bạn. Giống như kiểu xe bị đảo vành đấy không ạ? Ê, có tim này. Các bạn đây, đừng. Ê, thế nào cái mạng của đồng đội vậy? Dũng à? Dũng ơi, đừng như vậy chứ. Đây này, mình tông nó rồi mà. Dũng ơi, mình tông nó rồi, sao bạn lại nỡ lòng nào bạn đâm vậy? Dũng không quan tâm đâu cậu ơi. Anh em với nhau ai chả biết cái này, làm sao mà Dũng phải ngụy biện đúng không? Có lạ gì đâu, Dũng ơi đừng ngụy biện. Dũng ơi đừng ngụy biện nhá. Có vẻ sát thủ phan này hơi căng, ok. Thế đi kinh rồi, đúng không? Gã. Oh, liệu của nó à? Tưởng liệu các bạn. Không phải liệu của mình đâu. Ê, lên xe các bạn này, lên xe. Bây giờ khai kill cho các bạn ơi. Mà bây giờ tờ săn của tôi đâu rồi? Tôi nhớ tôi qua trang bị. Tôi cũng chịu ông ạ. Ok. Đây, lên xe đi Dũng ơi. Hey, lần sau đừng rẻ tiền mấy nhá Dũng nhá. Con làm gì đâu, đang chửi mình. Đâu, mình tông nó rồi, bạn này bắn nó, thế là Dũng ăn mạng. Mình chỉ thấy tâm đỏ thôi. Bạn thấy mình tông nó rồi, đừng vậy. Ai cũng biết mà Dũng. Thấy tâm đỏ thôi. Dũng ơi, đừng ngụy biện. Dũng thấy hai mạng, Dũng quyết định dùng xe luôn để xế một mạng trước. Sau một mạng đợi sẽ kéo tâm thôi, không phải bán. Thế thì kinh rồi, biết nói gì nữa. Chứng mặt nhá, này chắc có một kèo rồi. Kinh rồi. Wow, Dũng lại tiếp tục nhảy xuống. Dũng lại tiếp tục nhảy xuống rồi anh em ơi. Dũng lại trẻ tiền. Thấy chưa, biết ngay mà, Dũng ơi. Có bấn mạng quá cũng đừng làm như vậy, vì đây nó là một hành động super rẻ tiền rồi Dũng ạ. Đừng vậy. Không, nó là súc vật cậu ơi. Đừng vậy, anh em lại khinh thường cho anh em với nhau cả. Làm những cái trò này anh em khinh thường cho Dũng ạ. Nên là sao đừng vậy nhá. Mình rẻ tiền, Dũng rẻ tiền, auto rẻ tiền rồi. Ê, nhanh. Đây bạn đây. Mình cái gì? Ơ từ từ đây. Ê chưa lên được. Ô thằng nào bắn này. Tôi. Chạy đi ông ơi. Bắn nhầm à? Đây từ từ đi lắc. Bắn nhầm tí thôi làm gì cả. Help me. Đi lên lên phía bên này đi. Help me. Sẽ bò thù tiếp theo thù như nào. Mình chào rồi nha các bạn. Thôi Dũng đi bộ đi. Bye bye Dũng đi bộ đi nhá. Vòng một phía sau. Cứ vòng một vòng đi ông ơi, vòng một vòng đi. Đấy, đang vòng đây. Bò thử ra sao. Không, bò ra sao làm gì. Ông cứ chạy đi, lận lờ quay mấy khu này coi. Thế giờ này ông này. Ê các bạn ơi, 255. Bom keo 255, dưới chân cầu. Không các bạn ơi. Dưới chân cầu nhá. Dưới xe này có người. Thằng bé ngay dưới chân cầu, vãi đạn. Ôi dòng xe này. Ôi dựng bom keo ghê thế. Rớt chân cầu mấy ông ơi. Ok. 240 đây. 240 đây. Ok. Ồ, Dũng bắn à, ghê vậy. Thế thì kinh rồi, biết nói gì nữa. Bắn đổ bom keo mà. Thằng phía sau, một thằng phía sau. Mình vừa mới chưa thấy. Thằng phía sau. À đủ, gắt. Dũng nó mất máu rồi. Một thằng thôi. Nó ở đâu ấy? Qua nó xấy cả tôi luôn. Hai đứa nhá. Vãi trưởng căng, hai đứa công ấy. Mình đang bơi. Phần này hơi căng. Hai đứa cơ. Hai đứa thì căng rồi. Wow. Bình tĩnh. Đây quay đây, quay bình tĩnh đây. Rồi đây. Bình tĩnh đây. Mình đây bạn ơi. Yes, tuyệt vời. Ôi Dũng đâu rồi, mình cứu nào để cùng ăn mừng nào Dũng ơi. Ô, đây mình cứu nào. Đây.
mình cứu để cùng ăn mừng nào. Nào dậy ăn mừng đi Dũng ơi. Sao mình cứ cảm thấy buồn buồn. Buồn gì? Ăn mừng đi nào. Để mình đẩy nó xuống dưới biển. Dũng đã rất cố gắng chật vật với 4 kill nhưng vẫn bị đai sớm. Đúng rồi, 4 kill trong đó có 3 kill KS mạng của đồng đội. Ui 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 ui, thế thì kinh rồi. cậu công nhận không sĩ? Đúng, công nhận, kinh hẳn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.